với cô Long. Ờ, cô Long kêu con mang dép đó chè. Vô hàng đi mọi người, vô hàng mình chơi nè. Đội cô Phụng các con vô hàng nha. Kéo con với đội của cô Long bên đây. Rồi vô hàng mình chơi. Vô luôn đi mấy cô. Đây nè. Chụp hình. Bên em thấy nhiều hơn rồi đó cô Phụng. Lại tên xíu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 nè. Chú người nè. Con bên này đi con. Con bên nào? Con bên này cũng vô hàng. Cô luôn lại chút xíu đi. Cô bên cô đang nhiều dây hơn nè. Các con ơi luôn lại chút xíu. Luôn lại chút xíu con. Chừa dây cho cô Phụng với tội nghiệp cô Phụng. Trời ơi trời, không cho dây cô Phụng chơi luôn gì nè. Gấu chưa có kẹo. Nhưng mà thua một cái là xỉu liền. Rồi chuẩn bị. Hình đầu tiên trò chơi kéo co dành cho đội cô Long và đội cô Phụng. Bên mình được cái là em bé nhiều hơn không sao cô. Chơi nữa hả? Trời đất ơi giờ kia cái con cũng cho ta kéo. Hả? Thả lỏng là mấy con. Dù cô Phụng thắng một bàn thì cô Phụng vui được không?